Xin chào tất cả mọi người, mình là Thủy đây. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình và series 5 từ vựng tiếng Anh mỗi ngày. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn 5 phrasal verb liên quan đến chủ đề education. Đầu tiên là catch up, có nghĩa là bắt kịp. Ví dụ, I am trying to catch up on the assignment from last week. Tôi đang cố gắng theo kịp bài học của tuần trước. Tiếp theo là go over, nghĩa là ôn lại bài cũ. Ví dụ, I always go over the lessons before I take an exam. Nghĩa là tôi luôn luôn ôn lại bài cũ trước khi mà làm bài kiểm tra. Đấy. Tiếp theo là hand in hoặc turn in, có nghĩa là nộp bài. Ví dụ, I handed my assignment in on time. Tôi đã nộp bài tập của tôi đúng giờ. Tiếp theo là sum up, có nghĩa là tổng kết hoặc là tóm tắt lại. Ví dụ, it's necessary to sum up the main points after each lesson. Chúng ta cần phải tóm tắt hoặc là tổng kết lại những ý chính sau mỗi bài học. Cuối cùng là drop out, nghĩa là bỏ học giữa chừng. Ví dụ, many students drop out of the school to support their families. Rất là nhiều học sinh đã bỏ học để giúp đỡ gia đình của họ. Vậy là chúng ta đã vừa học 5 phrasal verb liên quan đến chủ đề education. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.